giấy. Theo văn thư bổ nhiệm của Đức Giám mục của giáo phận thì cha đã kết thúc một chặng đường phục vụ giáo xứ và cũng như là mở ra một chặng đường mới trên bước đường. Quay ra đây. Trên bước đường giao giảng tại linh mục. Thì thời gian đã trôi qua rất là nhanh mà đã 4 năm rồi. Thời gian trôi qua không ngắn cũng không dài nhưng mà cha đã trở thành một giáo xứ rất là lâu. Điều này chúng con rất là cảm kích. Có lẽ đây là buổi tiệc cuối cùng giữa ca đoàn Teresa thiếu nhi và với cha. Chúng con chỉ mong rằng là sau này cha con đi hết giáo xứ này, giáo xứ khác thì cũng không quên ở giáo xứ Cẩm Phả có một ca đoàn Teresa, một cộng đoàn thiếu nhi đầy nhiệt huyết này. Và mong rằng là sau khi cha đi thì Hồng Ân Chúa vẫn luôn đổ xuống trên cha để bù đắp những hy sinh và mất mát của cha. Đồng thời con cố gắng những gì mà thấy tốt
chúng con rất là phát triển. Những gì mà cha nói mà sai, chúng con bỏ đi, đừng giữ nữa, để chúng con không bị ảnh hưởng gì xấu nơi của cha. Và chúng con tiếp tục một trang mới lại về với chúng con. Chúng con luôn luôn có tinh thần lắng nghe các bổ hướng dẫn. Nếu cha xứ hướng dẫn và học ý Chúa, chúng ta nghe. Mà cha xứ hướng dẫn và thấy ngược và ý Chúa, chúng ta nói là cha. Không phải chúng ta từ chối mà chúng ta thấy những điều mà không hợp với Chúa, con phải dựa vào lời Chúa để con biết đâu là đúng đâu là sai. Cho nên vậy không phải để khẳng định, nhưng mà chúng con luôn luôn cần có lời Chúa để chúng ta đi trong đời sống đức tin, đời sống của mình để cộng toàn chúng ta lớn lên. Chúng con hôm nay trang trí cái phòng gọi là phòng chia tay, phòng chia tay, và rất là cầu kỳ, đồng thời nó lên cái tình cảm của con dành cho cha qua những việc của con cũng chi những ngày chúng con đã làm, đã gặp vợ cha trên đời tuần. Cái lần chúng con tổ chức cái ngày cái đây mấy tháng này, cái ngày chúng con tổ chức sinh nhật tháng 7 đó, cha đã bất ngờ, hôm nay là bất ngờ lần nữa và sẽ còn nhiều lần bất ngờ. Bởi vì cha đi nhưng mà không phải là đã quên chúng con, đơn giản cái dấu ấn được lưu lại hàng năm. Và mỗi lần cứ ngày này sang năm thì lại suy nghĩ lại, nhắc lại cái kỷ niệm đó, chắc chắn cha không quên. Và khi như vậy phải cứ mỗi năm mới nhớ một lần, và cha vẫn nhớ hàng ngày trong đời sống cầu nguyện. Và cái thánh lễ chắc chắn cha về cho xứ mới sẽ không được như thế này, bởi vì đã chưa quen biết, đồng thời chưa chắc đó là như chúng con hôm nay. Cho nên cha tiếc, nhưng mà cái tiếc đó chúng ta sẽ gửi gắm vào một cầu nguyện hàng tuần, hàng giờ trong thánh lễ. Cha hy vọng chúng con sẽ lớn hơn nữa, trưởng thành hơn nữa những gì chúng con đã học được và những gì chúng con đang có, chúng con làm cho phát triển hơn. Cha cảm ơn chúng con rất nhiều. Đây là cái sự hy sinh cũng như là chúng con đáp lại lời Chúa mình gọi qua cha. Cha chỉ là dụng cụ mà Chúa nói qua cha, nhưng cái loa chúng con đã nghe tiếng loa đó là quy thuộc về. Hôm nay cha một lần nữa cha tạ ơn Chúa cùng với chúng con và cảm ơn con rất nhiều. Chúc chúng con ở lại mạnh khỏe, vui vẻ, đạo đức, yêu thương, giỏi giang và luôn luôn xứng đáng là người con của Chúa. Thank you.
ta ơn Chúa, dù trần gian bao khó khăn ngập tràn, từ ngày luôn còn bước đi bình an. Xin ngài xưa bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca hát tình thương Chúa. Chẳng niềm tin con phó trong tay ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Xin ta ơn con, xin ta ơn Chúa, mãi muôn đời con xin ta ơn Chúa. Dù trần gian bao khó khăn ngập tràn, con mong cha sức khỏe luôn dồi dào. Tự nhiên chúng con mãi ghi trong lòng yêu bao la cha dành cho con. Cầu mong Chúa thương mẹ giúp muôn vàn hồng ân. Chỉ biết nói lời cảm tạ cha, cảm ơn cha vì tất cả. Cảm ơn cha vì năm tháng đã qua. Mãi mãi lòng con luôn ghi nhớ tình yêu bao la cha dành cho con. Cầu mong cha sức khỏe luôn dồi dào. Cho dù cách xa ngàn trùng, chúng con vẫn luôn yêu cha suốt đời. Cha, cảm ơn chúng con rất nhiều. Cha cứ nói thật với chúng con thế này, từ ngày cha sinh ra, chỉ trừ khi ông cố ấy cha mới không có khóc thôi. Và cha lấy cái khóc đó để làm bản lãnh cho mình, để từ đây con sẽ không khóc nữa.
cho nên đời cha từ lúc cha nhận thức được cái tiếng khóc của mình, tại sao phải khóc, cho nên cha đã vượt qua cái khóc bằng nước mắt thì cha làm bằng hành động. Cho nên từ khi cha bắt đầu có trí khôn để bắt đầu bước vào đời, cha không bao giờ rớt nước mắt. Dù khó khăn bao nhiêu, cha không bao giờ để nước mắt mình rơi. Dù có cảm động bao nhiêu, cha không để nước mắt mình rơi. Thì cha chỉ lấy nước mắt bằng hành động, lấy nước mắt đó đổi bằng việc làm, lấy tất cả những cảm xúc đó để cha thực hiện. Cho nên cha cảm ơn rất nhiều. Nước mắt cha đang trôi vào trong, nước mắt cha đang được chảy ngược vào trong, đã đong đầy trái tim cha nơi chúng con. Cha nhận tất cả nước mắt này cha đựng trong tim, rồi là cha sẽ yêu con nhiều hơn, đồng hành với con nhiều hơn nữa trong tương lai. Và cha cũng muốn con cùng với cha giữ nước mắt lại, và chúng con thể hiện bằng việc làm. Để những việc làm đó chúng con thể hiện với lòng yêu mến, với Chúa, với tha nhân. Nhiều khi con người mà để cho mình yếu đuối quá thì mình sẽ không làm được gì hết nữa. Khi gặp thử thách thì con sẽ không đủ sức để vượt qua. Cho nên con lấy tất cả bản lĩnh của con người, dù như con là nữ giới, con nhớ là hai cái người nữa đấy, bản chứng chắc chứng gì đó, một nữ giới người ta làm được vấn đề bởi người ta không mềm, không yếu khi phải đứng lên làm việc. Cho nên con cũng bắt chước hai người nữ giới đó là một người dân tộc. Trong Kinh Thánh, trong giáo hội chúng ta cũng có rất nhiều người nữ giới đã bật lệnh để làm nên những nét đẹp cho giáo hội. Đó là bà các bậc thánh, và cụ thể là bà Nhật Lê. Và trong Tin Mừng cũng nhắc đến rất nhiều người phụ nữ, họ không có yếu đuối. Và cũng có bắt chước Đức Maria, cũng là một người phụ nữ hiên ngang đứng dưới thềm giá Chúa để đón nhận tất cả và đem ra thực hành. Cho nên cảm ơn con đang khóc vì chia tay cha, nhưng đừng khóc để rồi yếu đuối, mà hãy khóc bắt đầu thực hiện, để cái khóc đó chúng ta biến thành công việc. Cho nên đời của cha làm nhiều nhưng nói ít, và cha cũng muốn con nói thế nào làm như thế, đồng thời nói là làm và làm cái đơn chốn, không nói một kiểu làm một nghèo. Cha muốn chúng con là những thế hệ tương lai của giáo hội sẽ làm như Chúa mong muốn, đó là những con người xây dựng giáo hội Chúa. Giáo sĩ Cộng Phản này sẽ trao cho con điều hành, xây dựng, phát triển, chứ con đừng quên điều đó. Hôm nay rất nhiều vấn đề cha muốn chia sẻ cho con, nhưng mà thấy con đói rồi, đến giờ phải ăn rồi, thì vừa ăn vừa nói, và đến giờ cha lại dừng lại tiếp. Cho nên không để chúng con có thời gian vừa đói mà phải khóc nữa, thì dừng khóc, ăn. Đồng thời chúng ta sẽ có những cái chia sẻ bằng việc làm. Thì cha vẫn ở với con tối thiểu là 3 ngày nữa, 4 ngày nữa, thứ hai, thứ ba, thứ tư, 3 ngày nữa, rồi ngày thứ năm cha mới lên đường. Nhưng mà cha vẫn nhớ chúng con trong cầu nguyện, trong sinh hoạt và giáo xứ mới. Chúng con ở lại, cha muốn con đừng quên nhau và cũng đừng quên cha. Và đại cha xin cảm ơn tất cả những gì con đã thể hiện hôm nay qua những cái trang trí và qua những bật của con đang biểu lộ cho cha. Cha xin cảm ơn Chúa và cảm ơn con rất nhiều. Cha thay cái từ là và hai chữ là mãi yêu chúng con.
hô cha nhá. Cha hô đầu tiên này, chúng con hô là mãi yêu cha, cha sẽ hô một mình cha, mãi yêu chúng con. Đây, ta dùng hai chữ, chúng con này, bên đây là nhiều. Cha yêu chúng con nhiều. Chúng con yêu cha nhiều. Mãi yêu chúng con. Hey, phát đấy. Nào. 1 2